Xin chào cả nhà nha, mình là Cường Từ Điển đây và đây là kênh V-Home Gaming. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn ôn lại cái tuổi thơ với lại cái tựa game là Turtle Mutant Ninja Teenager ha. Là mấy con rùa nhí nhảnh, mấy con rùa tuổi teen đó các bạn. Rồi, ok, vào chiến thôi. Đó, cái tiếng này là quen thuộc chưa? Game này là thuộc thể loại là đánh nhau nha các bạn, đánh nhau đánh chùm đi màn à, và có hai người chơi đều được. Tới bây giờ mình vẫn thấy đồ họa rất là đẹp nha các bạn. Game này từ 2003, ra đời từ 2003, nói chung năm cỡ năm 2000 các bạn. Rồi mình thấy đồ họa vẫn nét căng. Đó, game này nó có tích hợp chơi trên tay cầm luôn, tích hợp sẵn luôn, không cần phải tinh chỉnh gì hết. Thì mình sẽ cho các bạn xem nè, controller nè, keyboard là chơi trên bàn phím thôi, còn gamepad là chơi trên tay cầm đó. Nó có nhận cái tay cầm của mình là Rabu gamepad X X nè, đã thấy không? Có nhận nha. Tay cầm rồi. Ok. Mình bản này là mình chơi cũng hơn chục năm các bạn, mình giữ file hơn chục năm rồi á. Bản này mình chơi full hết luôn rồi. Mình chơi full 4 con rùa đó. Mạnh nhất là cái con Don này nè, Don này mạnh nhất nè, còn mạnh nhì là cái con này ha. Hai con này nó đánh cái con này nó bay được nha các bạn, nó bay được nhưng mà biết sao? Nó cái tầm đánh nó ngắn quá, hai con này là cái tầm đánh nó ngắn quá. Nên mình không có thích chơi. Con kiếm với lại con gậy này nó tầm đánh nó xa hơn, đánh đam cao sướng hơn, đòn dính nó cũng nhiều. Chiến nè. Mình sẽ đánh chùm cuối với lại chùm chùm cuối với lại về chùm ẩn luôn nha. Cái thằng chùm ẩn á, là các bạn phải dùng 4 con rùa. Tới con rùa thứ tư các bạn đi màn phải các bạn phải tới con rùa thứ tư các bạn mới thấy được cái màn màn ẩn lận đó, các bạn thấy không? Đây là nó chỉ có cái màn màn xấu như thế này thôi, là tất cả các vũ khí nó ghim ở cái màn màn xấu này, màn cuối này nè. Nhưng mà và đánh thêm cái đánh bại tất cả bốn con bằng bốn con ở cái màn xấu thì nó sẽ hiện ra một cái màn đặc biệt nữa, chùm cuối nó mở khóa và mới có được tuyệt chiêu cuối nha. Đó, các bạn thấy số 3 không? Bình thường á, chơi bình thường là sẽ không có cái số 3 đâu. Đó, có tiệt chiêu cuối nè, mình dùng thử tiệt chiêu cuối bạn xem nha. Đây đó, có tiệt chiêu cuối của nó nè, phải đánh bại thằng chùm ẩn nó mới ra được. Thì cuối tiệt chiêu cuối mạnh lắm nha, một phát chết hết rồi các bạn. Cái này chơi hai người nó mới vui, nhưng mà hai người đó sẽ có một cái nhược điểm là nó sẽ bị vướng màn hình các bạn, không kiểu không hợp tác ăn ý là sẽ bị vướng màn hình nhiều lúc mà sao ta bố nó dí tới tận nơi mà cái người đồng minh của mình nó kéo màn hình lại, nó không cho mình chạy. Chết, đánh mất máu lẫn xẹt à. Mấy con này nó tàng hình được nè, đánh này cái cảm giác nó vuốt cái nút xuống lắm đó, cái tầm đánh rất là xa. Còn mình phải xử lý cái con nó bay cao như thế này là phải nhảy lên đánh mới tới. Nhìn cái bóng đó các bạn không nhìn bóng là các bạn sẽ đánh khó đánh trúng nó hơn. Bay nó bay nhảy cũng nãy giờ cũng mất hết 1/5 cây máu rồi đó. Để sẽ đi coi kiếm ngóc ngách gì để ăn nha. Bạn chơi để ý kỹ mấy cái ngóc ngách nè. Đó, thường là mấy cái ngóc ngách trong này nó có mấy mấy cái gọi là nói theo phong cách của Tây Du Ký là mấy cuốn chân kinh đó các bạn. Có mấy cuốn chân kinh.
đó. Nó nhảy. Mới đầu chơi sẽ không nhảy được hai bậc đâu nha. Ăn được hình như là phải ăn hai ba cuốn chân kinh gì đó mới nhảy được hai bậc các bạn. Có máu nè. Đó, có cái chiều làm chón nè, tiếng chim hót thấy không? Dít lên nè. Dít lên nè. Dít lên thì kẻ địch mấy con lính sẽ kiểu nằm xuống mình vẫn đánh được. Tập cho ưu tiên mình đánh máy ha. Một combo là chết rồi các bạn, không còn nhiều đâu. Mấy cái con ninja tàng hình này nè, nó không có hiện trên bản đồ nha. Bản đồ nó không có cái chấm trắng á. Mấy cỗ máy nó gần chết là né xe về, không tin nó nổ chết á, mất máu á. Một hơi. Mình ăn đầy đủ các cuốn chân kinh rồi, nên là cái đam nó cao lắm, một hơi là hết à. Đó. Đánh cái mình sẽ đánh phải đánh tất cả full 4 con ninja á. Đất nè, kim loại nè, nước nè, lửa nè. Đó đâu rồi? Ủa mới đây mà. Đất đâu rồi? Nó đây, thấy ạ. Ôi này là nhảy lên cho nó một gậy. Sau khi nó bị đánh đòn nó sẽ bắn, nó bắn ra cái chất nhầy á, các bạn đụng vào là các bạn sẽ giảm, bạn sẽ bị chạy chậm ha. Ui nãy giờ chưa dùng phi tiêu. Nó có phi tiêu nữa nè, có nhiều loại phi tiêu lắm. Phi bắn đó né cái chất nhầy nha. Nó nứt ở cái góc này khó chịu ghê á. Đánh cái chạy chứ mình dí combo nó không có được đâu. Dí góc. Ui hụt nè, thọt bị da á. Kỳ có cái con đơn này nó con đơn này mới có chịu thọc bị da thôi. Đó nè, mình đánh thì mình phải dành phi tiêu nha, để vô chùm cuối chứ đừng có lạm dụng dùng phi tiêu. Nãy giờ không ăn cái này sớm ngon rồi, đánh chùm cho nó nhẹ. Hồi xưa là chơi tới cái khúc này nè, tới màn 6 rồi nè, là chết toàn là chết ở cái khúc này không à, bị cái con chùm phần thân các bạn đánh không được nữa. Nó mạnh quá, hai con luôn, không đánh không làm gì được nó luôn. Giờ ơi lỡ ăn rồi. Ê. Nó có một cái thùng máu nè. Một cái pizza là cái máu đầy nhất. Bạn lên tay lạng đi là được. Chơi cái này phải kết hợp với lại sẹt á các bạn, chài.
không chạy là không đánh boss được đâu. Ôi, chắc phải đi ăn máu à. Ồ, phi tiêu à, tốn máu chứ. Thôi đánh lên tập trung mà chơi. Sắp hết máu rồi. Rồi ăn luôn ha. Tại chết là mất phi tiêu phi đồ hết. Cái thọc bia là các bạn phải đi một khoảng cách ngắn lấy đè nó mới thọc bia được. Đó, chơi các bạn kết hợp à. Ê, con này các bạn cứ giáp lá cà thôi, cứ đánh liên tục vào sát vào người nó, không cần phải né gì hết á. Né các bạn cần né nó thải ra càng nhiều bi nha. Mấy cái viên bi này á là mình đánh nó được, mình đánh cho nó ấy được. Mình cứ giáp lá cà đó mình đập thôi, đứng sau lưng nó thì càng tốt. Tại nó chỉ thải đạn ra từ đó, thấy đơn giản không? Mất rất là ít máu. Rồi ghét những con này nè. Hồi xưa là chết là sợ. Ôi, bình tĩnh. Đó, canh góc thôi, canh góc mà thọt đó thôi. Chết, cho nó đi quy một hơi lần á. Rồi, ra tiệc chiêu luôn, chở nhanh thấy nha. Đó, đàm cào dễ sợ không? Đánh nó còn sáng nhất á, nó có con phong thần á. Đó, nó chờ nó quay chón thế này nè là mình húp có được. Ôi, dính cái đó là hơi bị thốn các bạn. Đó, lúc mà nó phân thân là mình đánh nó được. Ê. Đó này nó chón nè. Chọt cái rồi. Ui, sắp chết rồi các bạn. Quất luôn cái tiệc chiêu cuối ha. Tại tại qua màn là nó sẽ cho mình lại, không có sợ mất. Chết nè. Bùm, nhanh gọn. Rồi. Đó. 7 phút. Thấy không? Nó cho mình lại tiệc chiêu cuối, không có bị mất. Nó hồi lại. Cứ có là xài thôi. Ở đây có mấy cái laser đụng vô là bị mất máu nha. Một gậy nè, ăn một gậy của lão tôn nè. Có cái con cầm côn á, nhảy lên nhấn nút đánh là nó cứ bay, nó cứ đập phì phì rất là dễ, rất là ngộ. Cái con ở trong phim nó cũng rất là hài nữa. Không biết các bạn có ai coi chơi game này rồi có coi cái bộ phim mấy cái series phim của Ninja Zero không? Chứ mình á là hồi xưa là mình không có thích coi cái phim Ninja Zero, nhưng mà chơi game này xong là mình lại thích coi phim Ninja Zero. Xưa thấy Ninja Zero cái phim nó dở ôm mà chơi xong là ghiền luôn cái phim đó luôn. Thích nhất cái thằng gì thế, phải không biết cái thằng tên Leo hay sao ta, Leo hay sao, thằng đó là thằng ham ăn ham uống nhất á.
kiểu như trong tay du ký thì ảnh là chơi bắt giới á các bạn, lười làm. Còn này là tương đương với lại là Tôn Ngộ Không rồi, cầm gậy rồi. Đây có phi tiêu điện nè, chuyển đổi phi tiêu sao ta. Ê, nhấn nhầm nút rồi, tự nhiên tốn cái skill lãng xẹt trời. Lâu quá cái không nhớ cái phi tiêu bấm nút nào nữa. À đây, nhớ phải tìm rồi. Đó, có phi tiêu nữa các bạn. Lâu quá quên cái phi tiêu. Tự nhiên tốn cái skill lãng nhách luôn. Còn kiếm coi có vàng có máu có đồ ăn chưa. À đây đó, thấy không, mấy cái thùng nó hay núp trong này nè, đi không kỹ là mất, bị mất mấy cái thùng uống. Có hai thằng lính ninja tàng hình nè, tại trên bản đồ mình không có thấy. Ê, ăn luôn cái bánh ninja, bánh pizza luôn rồi, uống như trời. Đã. Lát nó sẽ có boss ở đây. Đây mày núp hả con tàng hình hả? À, một web đó chỗ này, chim hú líu lo nè, vô rồi em lên xe lửa quốc. Ơi chạy, cái này là dính chiêu lửa, chuẩn lửa của anh là sẽ bị cháy đít nha. Đó mới nói xong cái bị cháy đít bẻ rồi, nhưng mà vô cái góc hẹp này là mình dễ, rất là dễ dí. Hơi bị thốn nha. Thật, tiệt chiêu luôn, đi. Có cứ xài thôi. Chết luôn các bạn, trời ơi, nguyên cây máu sạch luôn. Đẹp kèo vãi. Kiếm gì ăn coi, giữ phải cố giữ mạng nha, cố giữ mạng để giữ cái phi tiêu. Hồi xưa là mình chơi là mình chơi đi chơi lại nhiều á, có lúc mình chơi mình không mất mạng nào luôn, mà mạng nào luôn. Giờ mà bỏ mấy năm mà chơi lại không biết còn giữ vững được trình như xưa. Cái xưa chơi game này bá lắm. Game này có thể rủ ngồi đi màn ra thì các bạn có thể chọn chế độ solo đánh nhau được luôn. Chế độ solo đánh nhau thì mình có thể chọn các chùm mình đánh luôn các bạn, full các chùm luôn ha. Bùm. Rồi. Đó, nó nằm chùm thế này cứ quét một vòng tròn vậy đó, dính đầy hết luôn. Vô. Mất 3 phút. Đó. Ở đây mình sẽ đánh chùm nước. Ôi, phím mình nó bị sao rồi. Unidentified persons have been detected within the research facility. All security personnel are requested to proceed with immediate removal.
Lúc nãy đơ đơ do cái bàn phím mà do bị lỏng dây, do cái tay cầm mình nó bị lỏng dây. Khổ. Chơi tay cầm mà chơi không dây nó có độ trễ rất là khó chịu. Nên là phải chơi có dây. Mà chơi cái nồi có dây thì lâu lâu giật chân giật tay mạnh quá nó bung dây đồ. Dễ bị lỏng, mất hứng. Cái này cũng có một cái nhược điểm hết các bạn. Chạy nó nổ. Mấy cái màn đầu thích nhất là có cái máy bình xăng á. Hồi xưa mới chơi là cứ đánh vô bình xăng là tự chết luôn à. Không, và thấy nó dít lên không, đánh rất là phê. Dí dậu mà. Không có gì để ăn ta. Không có gì ăn luôn, mới đập cái thùng mà không có gì để ăn hết. Chơi hai người á là mệt nhất là lúc là giành đồ ăn của nhau á. Hai thằng mà chơi dở thôi chứ là cứ tranh nhau mà ăn mất hết đồ ăn à. Tàn hình nhiều ghê nha, có nhảy lên đầu đó, dít không cho nó rớt. Ông rớt nè, không rớt nè, thấy tội không đó. Đó lâu ơi, rớt mất tiêu rồi. Kiếm hết gì ra ta. Lâu quá. Ui. Khó chịu ghê nha. Cái này đang ở trong môi trường acid nha các bạn. Nên là không làm gì cũng vẫn mất máu nha. Đang trong phòng thí nghiệm nên là phải đánh nhanh thắng nhanh. Chỗ này quất cái tiệc chiêu cuối đi. Giờ cho hết cả bầy đi. Ơi. Sắp mất máu, Hên, dễ sợ trọng. Wow. Hên quá. Hay không bằng hơn các bạn.
Ôi nó hãm. Mất máu nhiều quá. Cái chiều nó khó chịu ghê nha. Hết máu rồi, hết máu rồi. Rồi chết luôn rồi. Rồi mất huy tiêu luôn rồi. Mất luôn rồi, hết huy tiêu luôn rồi, mất mạng rồi. Quay 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 quay. Cái con gió là dễ nhất trong các con nè. Mình sẽ cố đánh không mất giọt máu nè ha. Còn phát nữa. Gió đánh không mất giọt máu nữa hết. Ôi bị mất một mạng trời. À mà cái này là coi như là robot đánh robot này. Có phi tiêu lửa là phi tiêu mạnh nhất ha. Dùng thử một cái cho các bạn xem nha. Ồ mạnh nhất luôn á. Nhưng mà mình thích cái phi tiêu điện hơn, phi tiêu điện là nó gây chóng được các bạn. Đánh con robot nè. Nó kiểu tựa tựa như cái game Rockman vậy các bạn. Đánh xong rồi mấy cái game hồi xưa á, cái kiểu đa số nó đều theo format của game Rockman á. Kiểu đánh xong rồi màn cuối là phải đánh lại tất cả các con chùm á. Đó, mấy cái con robot chó nè. Là hồi xưa nè. Ở màn 1 nè. Đầy luôn, nó thẻ đầy ở luôn. À, màn 2 chứ màn 2 màn 1, màn 2 màn 1 đều có hết. Nhiều dễ sợ hai. Lên. Phục ta. Ê. Mày nhảy. Mày né nữa ơi, né nữa ta xem. Ồ, vẫn còn hả? À đây, boss nó ra đây. Boss màn 1. Boss màn 1.
mình sẽ hai con luôn à, hai con luôn, mình sơi luôn, mình sơi luôn từ chiều cuối nha. Quật luôn. Waffle hai con gần nhau thẻ chiêu cuối nổ chùm. À, chui con nào chết à? Ê, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính cái quay tay của nó. Quật luôn. Rồi hai con chết. Ồ, còn đánh gì nữa đây? Mười sáu combo, 20 luôn coi, 20, 20, 20, anh này tội nhất này. Trời ơi. Chưa chết hả mày? Nghe tiếng bình 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 đánh rất là sướng tay. Có cái chiều dít lên nè. Rồi, kiếm cái gì ăn trước à. Không có cho mình ăn cái gì hết ta. Thùng lại thùng rỗng à. Ồ,
Xuống đây không dám xuống à, không dám xuống thì tao lên này. Ủa, ủa dai ghê, thằng tàng hình này mà người mới dai ghê nha. Lát nữa đánh cái lò nhiên liệu nè, đánh mà gãy tay luôn, gãy luôn. Không có cho gì nữa ta. Rồi ngon, mình có 3 loại phi tiêu rồi nè. Đây, phi tiêu lửa, phi tiêu điện ha. Đó, bản mình là nó là full series phim luôn các bạn. Cho mà có mấy cái bạn khác đó là nó cắt hết rồi. Hey guys. Rồi bây giờ đánh cái lò này ha. Rồi xong. Mười phút rồi, thằng này đánh nó mệt quá, đánh nó tới 3-4 lớp giáp luôn, đánh cực kinh khủng. Wow, you pay for what you did to my mouse robot. Get back April, be careful. Này là các bạn phải đập lên cái kính của nó. Che mặt là không đánh được, đánh xong cái chạy nha. Đánh con này tốn giờ. Đã lời được 2 phát. Hụt quá. Mình thử cái tuyệt chiêu nha, coi thử nó có chết không nha. À bể. Ồ. Mới bể sơ sơ thôi.
giờ nó bắn á, giờ nó bắn á. Ủa hụt rồi, uống ghê trời. Ê. Hoài nha. Vậy. Có gì hết. Mình có ba, còn hai cái tỷ chú cuối nữa cũng không có sợ. Rồi. Ôi, bây giờ bắt đầu nó ném được á. Rồi ok mày. Bây giờ là mình có thể đánh nó dưới chân nó được rồi nè. Mình nhớ nó có còn cái phi tiêu mà ta quất nè, đứng gần gần vậy cho nó nổ cho nó mạnh ha. Thêm cái nữa nè. Ôi dính rồi, dính. Chủ quen quá. Ôi. Ôi dính nữa hả? Ôi nó ra hoài luôn ta. Ăn quyền hả mày? Ăn quyền hả mày? Ăn quyền hả mày? Ơi. Ôi nó bắn. Rồi sao chết. Rồi nó không mất mạng nào. Miserable man. Raphael. À, Michelangelo. Michelangelo. Cái con bự bự á. Rồi. Này là đánh lại đánh cái con phân thân nữa nha. Con lên xe phân thân á. Nhà có 7 nha, thì cẩn thận. Sọt xem có cái gì để ăn không. Đó, xỉm hồn. Hơn ghê trời. Nó có cái quả tạ nè. Ơ cái gì trời ơi, tôi ăn xíu là bị căng dữ vậy. Đi bên góc này nè, tìm mép vô tường. Hồi xưa mình chơi mấy này một hơi là mình đi qua được luôn các bạn, không mất máu luôn á. Giờ già nó gà quá. Trời ơi, tao nói bảy gì tùm lum hết trơn trời. Nó chịu luôn á. Bảy kết hợp, bảy phối hợp luôn á trời. Rồi hết hết bảy, hết bảy rồi đó. Yeah.
Cái này nó có hay ở chỗ là kẻ địch nó tự bóp giấy lẫn nhau được luôn nha, tự bắn lẫn nhau chết được luôn. Ôi, nó dí dậu. Con máy này nó chưa chết liền ra trời. Nhảy dữ quá ha. Nhảy dữ quá ha. Ồ, ba con quỷ này nữa. Cây ba con quỷ này nữa. Rồi nhanh gọn luôn. Mấy đánh mấy này đánh cứ đánh đòn đánh mạnh á. À ninja này. À con này nó dễ hơn. Dễ hơn nhiều. Nó cái lúc nó trẻ, nó y chang như cách đánh của Wukong và lắc tiếng Wukong vậy đó, phải không? Dính đòn. Dính. Chào, nó còn chút xíu máu kìa. Quất luôn. Chết. Xong nha. Rồi xong 4 phút. Đó có cái màn 8 thấy không, R8 nè. Đây là bình thường là đánh với stress đó là kết thúc nè, là end game nè. Nhưng mà đó không phải là true ending đâu. Nó y chang như các thằng Black Myth Wukong bắt trước y chang thế này, đánh hết tất cả các bằng nhân vật. À, stress này mình thích đánh stress, nhất là stress đánh đã lắm, nó có chiêu sạc điện rồi phê lắm. Mình trâu con này, nó trâu kinh khủng. À, còn đánh nhanh lắm các bạn. Ôi nó không. Rồi, mình dùng chiêu cuối đi. Ừ.
Hồi xưa mình đánh toàn cái kiểu. Ô đã thấy không? Bạn thấy nó xẹt không? Ôi. Hết máu. Nó xẹt nhanh lắm. Đó, nó xẹt nhanh ơi là nhanh luôn. Ôi mình không kịp đánh gì luôn trời. Không cho đánh gì luôn. Nó đánh kết hợp với phi tiêu. Ê, mới vừa nói xong. Ăn máu. Ôi, nó bay nhảy kìa. Ôi, đừng nó chết. Ôi, má ơi. Ê. Một đống phi tiêu của tôi đó trời. Hên quá. Nó trầu ghê luôn á trời. Hết. Ôi. Rồi xong hên quá. Còn là mấy cái phi tiêu. Không giống như phi tiêu đấy, do thằng chùm cuối rồi này. Đó, màn 8 rồi các bạn. Shinto Palace ha. Rồi, đó đây mới là chùm cuối thật sự nè. Con này nó trâu như trâu bò vậy. Dai. À, thôi chùm cuối thì coi phim luôn ha. Ủa nó đó. Thọt một cái nè. Thì chiêu một cái nè. Orokusaki. Ui nó mạnh. Con nó dít rồi, nó dít rồi. Bà thấy là nó dít mất vậy không? Để xài hết phi tiêu rồi chết. Ê! Cho tôi xài hết phi tiêu. Nó xài hết phi tiêu rồi chết, nó không có uổng. Chạy. Hồi mới chạy được thôi mới. Mèo. Ui, chết mẹ luôn. Ôi trời ơi, tôi còn 5 mạng. Chẳng lẽ không luộc được mày. Ôi. Dính cái đèn chạy không được mà. Nó chờ chón hoài à. Đó, thọt nó một cái nè. Ôi chào ơi. Cái tốc độ chạy của nó nhanh quá. Ui mà nó có chiêu sọt tay đó. Ô không thấy, vô cái góc hẹp quá.
Ui mẹ, nó đánh nhanh hơn là nó đổi lửa. Ui mẹ ơi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cố lên, cố lên. Ui mẹ, ui nó đánh nè, nó đẹp. Ảo vãi. Rồi cũng rốt cuộc cũng chết rồi. Mình mất 3 mạng. Ôi kỷ lục mới. 2 phút. À 2 phút 51 giây lưu game hả? Còn có phim không? Hết rồi. Rồi. Hết phim. Đây, đây mới là true ending, kết thúc thật này nha. Rồi nó không cho mình thoát ra luôn ha. Rồi cảm ơn cả nhà nha. Ai cần cài game Ninja Rule này thì liên hệ mình nha. Zalo là 0366 824 524. Mình nhận cài game xưa và những game online theo yêu cầu nha. Cảm ơn cả nhà. Zalo của mình là Cường Từ Điển nha các bạn.